Em xin kính chào quý vị. Cũng như các video trước đây, thì lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị em, bạn bè và những bạn bè chưa kết bạn mà đang xem video của em. Mấy hôm nay cũng đã nhấn like video của em và đăng ký kênh để ủng hộ em. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Và nếu quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của em mà thích video của em thì xin quý vị nhấn đăng ký để ủng hộ em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Và hôm nay em kính mời quý vị, cô chú bác, anh chị em và bạn bè cùng vào bếp với em làm món điểm tâm của Trung Hoa. Đó là bánh cuốn hấp, tôm và xá xíu. Bây giờ em kính mời mọi người ạ. Nguyên liệu gồm 200 g bột gạo, 600 g bột năng, 30 g bột mì, 900 ml nước và nửa muỗng muối. Còn phần nhân bỏ ở trong bánh cuốn thì mình sẽ mua vài con tôm và một miếng xá xíu. Đổ bột gạo vào các bạn nhé. Rồi mình đổ bột tinh bột khoai tây hoặc là các bạn dùng bột năng, mình trộn lên. Rồi bột mì mình đổ vô luôn, một muỗng muối mình đổ vô luôn. Mình trộn bột lên hết ha. Xong rồi mình đổ nước vào. Mình đổ nước vào, mình trộn từ từ các bạn ha. Các bạn trộn đều lên. Rồi mình sẽ để cho bột nó nghỉ khoảng nửa tiếng các bạn. Giờ em cắt cái miếng xá xíu của em nha. Giờ mình cắt to nhỏ tùy theo. Nhưng mà mình dùng cái này để mình bỏ ở trong cái bánh cuốn á. Thì mình cắt nhỏ thôi các bạn ha. Giờ mình có thể cắt lại nhỏ lại một tí nữa nè. Tại chút nữa mình bỏ nó vô bánh cuốn á, mình quấn á, mình đừng có để to quá cũng không có ngon. Tôm thì mình rửa và mình lột vỏ nha các bạn. Trong một cái bánh cuốn của Trung Hoa đó thì thông thường người ta sẽ bỏ 3 con tôm vào trong một cái bánh cuốn. Cho nên nếu mà các bạn muốn ăn bao nhiêu cuốn á, thì các bạn đếm lên 3 lần như vậy thì sẽ ra được con tôm. Mấy bạn sẽ lấy ra bao nhiêu con tôm thôi để mà các bạn làm theo cái ý của mình nha. Sau khi á
mình đã rửa sạch ra, con tôm mình đã rửa sạch thì mình bỏ vào trong đó một chút xíu muối nha các bạn, để mình ướp cho nó có mặn mặn một tí xíu á, mà ít thôi nha. Rồi sau đó mình bỏ thêm một chút xíu tiêu trắng để cho nó thơm thôi. Rồi mình để đó mình ướp. Thì mình làm nước chấm ăn kèm nha, là nước tương ngọt. Thì mình bỏ đường vào. Để tùy theo cái khẩu phần mà các bạn làm nhiều hay ít thì các bạn làm nước cũng vậy, nước tương nhiều hay ít thì mình cần có nước tương và đường. Các bạn lấy lai soya sauce đó. Còn không có, các bạn có mặt kia thì cũng sử dụng cũng được. Nếu các bạn thích đó, thì nấu nó lên để cho đường tan. Còn nếu không thì mình đánh lên như vậy thôi, cho đường tan cũng được. Rồi trước khi mình ăn á, thì cái nước này là mình mới đổ thêm một chút xíu dầu mè vào. Còn bây giờ thì mình đánh tan nó lên trước đã ha. Nếu các bạn muốn ăn nước chấm nó loãng hơn thì các bạn có thể bỏ thêm nửa muỗng canh nước lọc vào ha. Để làm được cái món bánh cuốn của Trung Hoa đó thì các bạn phải cần có một cái sửng hấp nha các bạn. Cần một cái sửng hấp nè. Và một cái khuôn. Ở nhà của bạn có khuôn to hay khuôn nhỏ hay là khuôn tròn gì các bạn cũng có thể sử dụng, chứ không có nhất thiết mình phải chạy đi mua đâu nha các bạn. Bây giờ mình chỉ có cái khuôn nhỏ này thôi nè. Với lại một cái miếng khăn giấy, xin lỗi, một cái vải, một miếng vải. Khi mà mình bắt đầu vào mình hấp bánh á thì mình mới bỏ cái phần bột tinh bột bắp, hoặc là các bạn dùng dùng bột năng á, các bạn mới rắc lên tôm như vậy nè. Đó. Và xá xíu nữa mình cũng rắc vào. Tại vì chút nữa mình sẽ bỏ cái này vào trong đó mình hấp, thì cái bột năng á hoặc là bột tinh bột bắp á nó sẽ tạo chất kết dính các bạn ha. Mình trộn lên. Trộn sơ như vậy đó các bạn. Và miếng khăn mà mình dùng để hấp bánh, các bạn phải nhúng cho nó ướt nha các bạn. Rồi khi mà cái sửng của mình nó đã nóng nè, các bạn thấy không? Mình sẽ để cái khuôn bánh của mình vào. Đó. Và cái khăn mà mình làm đổ bánh á, mình cũng nhúng cho nó ướt nha. Rồi mình lót. Mình trải căng ra. Rồi. Sau đó thì mình múc bột vào nha.
coi. Mình dùng cái miếng mà mình lấy bánh á, mình nhúng với nước, xong rồi mình khều nó ra. Để mà mình ăn thử với lại mình biết được cái độ mỏng hoặc độ dày của bánh á, để mình có thể sửa lại cái bột của mình các bạn biết không? Sau khi mà mình đổ thử một cái đầu tiên á, lúc nào cũng vậy, mình sẽ thử cái độ mềm và dẻo của bánh theo sở thích của mình, để lúc này mình có thể chỉnh sửa lại cái nước bột của mình đó các bạn. Nếu mà mình thấy được rồi thì mình đổ tiếp. Và cái thứ hai nữa đó là mình sẽ biết được cái lượng nước, cái độ dày mỏng của cái bánh á, mình sẽ đổ như thế nào và để cho cái thứ hai của mình nó hoàn hảo hơn các bạn ha. Đó là cái cách của mình làm nó như vậy. Và khi mà mình đổ xong một cái bánh thì mình phải dùng nước ấm á, mình rửa cái khăn khăn mà mình hấp bánh nha các bạn. Rồi mình mới làm. Chứ đừng có lấy mà cái cũ thì nó dính bột ở trong á, thì đổ cái mới á, nó sẽ bị dính với nhau nha. Hồi nãy mình đổ một muỗng rưỡi lận. Giờ mình đổ một muỗng rồi mình đổ một chút xíu thôi để cho nó không có dày. Sau đó thì mình sẽ bỏ lên một chút xíu, xá xíu. Rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Các bạn xem nha, mình mở nắp. Khi mà bạn thấy không, cái bột nó trong lên á, có nghĩa là nó đã chín đó các bạn. Bây giờ mình lấy nó ra. Mình phải nắm hai chỗ này nè. Rồi, các bạn coi mình lấy cái bánh ra nha. Mình làm tới cái thứ ba, thứ tư á, thì cái bánh của mình nó rất là dễ lấy các bạn. Lẽ ra là người ta gấp hai lần thôi, nhưng mà tại cái khuôn của mình nó dài quá mà mình sắn bỏ đi thì uổng quá, thôi kệ nó đi, mình ăn luôn. Bạn thấy không? Đó. Rồi, quấn một cái nữa, mình xoay nó lại.
nó để nó lên được nè. Xong một dĩa nữa. Miếng bánh cuốn lần này em sẽ đổ thật là mỏng nha các bạn. Và các bạn cũng đừng bao giờ quên là mình phải thoa dầu vào cái khuôn mà mình, hoặc là cái tấm thớt mà mình dùng để lấy bánh ra nha các bạn, để cho nó đừng có bị dính bánh, mình sẽ dễ lấy bánh ra hơn nhiều. Kỳ này lấy bánh ra, em úp cái mặt bánh xuống dưới. Vì thời gian hấp bánh của mình cũng khá lâu, cho nên trong quá trình hấp, các bạn phải lưu ý cái tầng phía dưới lúc nào cũng phải trông chừng. Nếu mà hết nước thì các bạn phải đổ thêm nước vào nha, chứ không thôi là nó bị cháy nồi đó nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì xin các bạn vui lòng nhấn chia sẻ và like video của mình nha, để cho mọi người, các bạn khác có thể làm cái bánh giống mình nha. Mình cảm ơn rất là nhiều ạ. Mình dùng cái cách quấn bánh cuốn kiểu này thì các bạn phải hấp tôm trước khi mà mình bỏ vào mình quấn nha các bạn. Còn nước tương các bạn chấm vào á thì các bạn có thể đổ một chút xíu dầu mè vào nè. Ăn nó rất là thơm. Sau khi mà mình làm xong á các bạn, trước khi mà mình cho con mình ăn á, mình hấp lại cho nó nóng nha. Tại vì lúc mình làm á thì mình để đó nó sẽ bị nguội á. Tại vì có món này ăn nóng thì nó mới ngon các bạn ha. Mình sẽ đổ vào một chút xíu dầu mè. Mình lấy nè, cái nồi rất là nóng các bạn biết không, trước khi mình làm cho con mình ăn á, mình hấp lại cho nó nóng rồi mình sẽ chét thêm dầu mè lên mặt nha các bạn. Đó, vậy là xong rồi đó. Vậy là em đã hoàn thành cái món điểm sắm với bánh cuốn hấp với tôm và xá xíu rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình thử nha. Lần nữa em xin cảm ơn quý vị, các cô chú bác,
anh chị em, bạn bè và các bạn bè đang xem video của em đã ủng hộ em bằng cách là nhấn like video của em và đăng ký kênh của em. Em xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Em xin hẹn lại video sau. Em xin chào.